Nguyệt thứ hôm nay chợ chôm hổm kinh hạn bán gì buổi sáng? Tiêu này ở đâu vậy chị? Trên giường mình đó hả? Giường mình là ở đâu? À. Ừ, nhưng mà ở đây mình trồng tiêu được hả? Cái này là cái gì? Hả? Guốc sấy, guốc sấy. Guốc, con guốc đó má. Guốc sấy cái này ăn sao? Nấu canh rồi rau á, rồi xào bắp rồi đó. À, vậy đó hả? Mình ăn thì thường thì mình làm cái gì? Nấu canh rau. Nấu không, mình rim lên được không? Hả? Mình rim lên được không? Mình rim lên cái này có ở trong không phải không? Dạ. Cái này người ta làm có ở trong không không? À, con bé đó, con nhỏ. Không mà có ở không? Không nó đỏ vậy. Em không có nghĩ là miệt thứ trồng được tiêu luôn á. Cái này bao nhiêu ông bác? Là thường là trồng ở đâu chị? Hả? Trồng ở đâu? Dưới Gò Quao hả? Gò Quao đâu phải miệt thứ đâu. À miệt dưới. Trời em tưởng đâu là miệt thứ mình nè. Gò Quao thì trồng gì? Tỏi này bán sao? Bán 55 ngàn. Mắc vậy đó hả? Dạ. Cái này mấy trăm tôi rám mà 55 ngàn. Người ký 55 ngàn. Ký trong muỗng hả? Con để tỏi đây, tỏi gì? Cái này bới thêm không bà? Ủa cái này là lục bình hả chị? Ủa bữa nay làm gì ăn? À cái đọt này đó hả? Cái đọt non á hả? Lục bình.
con như vậy thì bao nhiêu? Cái đó đó để chị 120 thôi. Cái đó 100 đi. Rồi 100 cái cuốn thôi thôi. Bỏ cái sao thế.